Vâng, hôm nay thì em Hằng lại mời cả nhà test cùng em Hằng một bộ tủ đài. Bộ này là cả bộ Mueller. Vâng, cái này là FS-11. Vâng ạ, hôm nay thì em Hằng mới có thời gian để test bạn nó. Cả nhà mời cả nhà cùng em Hằng test bộ Mueller nhé. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng trầu hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở đó rực rỡ thôi hồn chốn chân, tôi đứng lặng thầm lung linh màu mắt tóc mây vương nắng hạ. Tôi cứ mãi mê nhìn nàng thẹn thùng, bốn mắt nhìn nhau nàng cười như mơ để hồn tôi ngất ngứ. Không hẹn không hò, ngày nào tôi vẫn đến đưa mắt ngóng trên lầu cao mong gặp nàng tiên liệm hồ. Để rồi một hôm có nụ hoa mười giờ trên cao lao vút vào tôi, nâng niu hồn hoa ép trong trang sách nhỏ. Tôi đã biết yêu lần đầu, mười giờ đã hiếu đông tôi, thầm đặt tên em tí ngọ là của riêng tôi. Đêm đêm về căn gác nhỏ ôm trọn vào lòng niềm nhung nhớ bâng quơ. Yêu ai thao thức bao đêm dài, thương tiếc thật nhiều em với lòng gửi đến nguy. Thư xanh màu xanh ướt hẹn bao lần muốn gợi ngày ngùng thư viết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng, tôi về thăm làng thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu, dẫu rằng chưa nói một lời. Tí ngọ của tôi trên lầu hoa đâu rồi, sao nghe hoang vắng điều điêu trên ngôi nhà cũ.